các bạn, vào chiều nay 29 tháng 7, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, Công ty Cổ phần đã tổ chức lễ khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát. Dự buổi lễ có các đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp đối tác. Năm 2018, Tổng công ty Anh Phát đã chính thức khởi động thực hiện dự án khu phát triển ga và khí hóa lỏng LPG và các công trình phụ trợ lọc hóa dầu. Dự án nằm trong quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn Thanh Hóa giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát được xây dựng trên diện tích 34,1 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai xây dựng trên diện tích 22,4 ha, mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Với các hạng mục kho xăng dầu, khu cảng nhập xuất xăng dầu, kho ga và khí hóa lỏng LPG, tổng kho lưu trữ các sản phẩm xăng A92, E5, A95, dầu diesel, nhiên liệu phản lực, với tổng công suất chứa cả kho nội địa và kho ngoại khoa là 165.000 mét khối sản phẩm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự kiện khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác như đầu tư dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Dự kiến khi đi vào hoạt động kinh doanh, dự án sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, tạo thêm sản phẩm công nghiệp mới cho khu kinh tế Nghi Sơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng nhấn mạnh, sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty Anh Phát, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, đồng thời bày tỏ tin tưởng với trách nhiệm và quyết tâm cao của nhà đầu tư, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện kịp thời của Đảng bộ chính quyền tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Tổng công ty Anh Phát sẽ vận hành thành công dự án, khai thác lợi thế của dự án để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, từng bước hình thành trung tâm kinh doanh xăng dầu lớn của cả nước, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát là tổng kho thứ 6 được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép đầu tư và cũng là tổng kho lớn nhất tại khu kinh tế Nghi Sơn. Khi được đưa vào vận hành, tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát sẽ tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống tiêu thụ xăng dầu và khí hóa lỏng của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, hình thành đầu mối trong chuỗi các doanh nghiệp phân phối sản phẩm xăng dầu và khí hóa lỏng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực. Đồng thời, với chức năng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn, tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát sẽ góp phần giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước và tăng thu cho ngân sách của địa phương.